Không biết luôn, không thể hiểu nổi luôn là thời tiết bây giờ. Nè nha, buổi sáng đi thì nắng ơi là nắng, nắng muốn nổ đầu luôn, đến chiều á thì lại mưa. Trời ơi, mưa tầm tã này giờ muốn ướt hết cái người luôn. Ôi em ơi, em mà em nơi đâu rồi chị nói quá nè. Mệt quá như mệt luôn mọi người ơi. Hơi ham, thiệt hơi ham, hôm nay đi khắp mọi nơi mà không có ăn, bây giờ đói quá trời đói. Này này là em gì ơi cho đồ ăn. Này này là em gì ơi cho đồ ăn. Ủa, chị về rồi đó hả? Bà lại đi mua đồ mà. Đồ đồ ăn đâu? Tôi làm đồ quá mà. Đói, đói, cho đồ ăn đi. May là tôi chuẩn bị sẵn rồi đó. Chờ xíu đi, tôi đem đồ ăn cho bà ăn. Bởi vì chị thương em nhất mà. Hay chưa, mọi người đi đâu thì đi cũng phải có một người trợ lý tận tâm tận tình như vậy đó, luôn luôn hiểu được mình. Đây 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 đây. Yeah. Món ăn ngon lành cho chị đẹp của tôi đây. Nè ha, rong nho Nhật Bản nè ha. Ăn với sốt mè đen nè ha. Chị ăn đi, ngon cực kỳ luôn. Rồi. Ăn đi ha. Hửi hoa là no hả? Chị ăn đi, sốt ngon. Ê, sao tự nhiên cho ăn rong nho vậy sao no? Nói nghe nè. Này có phải là mấy cái rong nho trong Nhật Bản mà bữa mình ăn không? Đúng rồi. Được, 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 không được. Nha, không nha. Nhớt nha, ghê nha, không ăn nha. Ghê trời nha, ơi. Sợ nha. Trời ơi, bà ơi. Cái này rong nho tôi mới mua. Bà nhìn nè, cái cọng nó dài, nó tươi roi rói như vậy. Trời ơi, ăn nó rất là ngon, nó rất là mát. Chị tin em đi, em mới mua mấy hộp cho chị với cho má em ăn xong. Má em thích ăn cái kiểu mà rong nho cuốn cá hồi á, ngon hết sảy. Mẹ hả, ăn cái này nha, không có bị béo, không có bị béo, chị hiểu không? Chị ăn đi, ngon. Bây giờ mà không ngon là mua bào ngư cho ăn nha. Dạ, đảm bảo ngon. Ngon không? Ngon đúng không? Ừ. Ngon, ăn thêm miếng nữa đi. Ngon nha. Ngon nha, ngon, ngon nha, ngon nha. Hồi bữa tự nhiên không có chấm sốt, hôm nay chấm sốt mè này ngon nha ta. Trời ơi. Sao cái này á, rong nho này á, nó mặn nhẹ, vị nó mặn nhẹ nhẹ ha. Mặn sương sương đúng không? Sương sương thôi, nói chung là giòn đã nè. Hồi nãy em nói cọng nào dài đâu? Cọng dài dài. Em đây thích, mọi người em ơi. Biết là chị thích ăn cái cọng nào mà nó dài dài, cái đúng, gì dài cái gì là dài là chị thích. Cái gì dài là bà đó, biết mà, ngon nè. Ui nhưng mà sao cái này nó không có nghe mùi tanh giống như là bữa mình nó tươi mà nó không tanh đúng, đúng không? Rồi. Vậy mới hay, rong nho Nhật Bản Sabudo mà. Ủa, ngon quá luôn á. Sao? Nó tươi đúng không? Nó giòn nào? Giòn sực sực đúng giòn không? Giòn sực nè. Mà vô thấy sao? Mát trong người không? Thanh nhiệt cực kỳ. Ủa hay là do em ngâm đá là mát vậy? Cái này ăn rong nho là chị thấy ngon. Ôi mà bữa sao ăn ở ngoài kia không ngon bằng đây vậy? Ăn ngoài tiệm xong ngon bằng mua trực tiếp mua tươi về được. Ừ. Ăn hết đi, em còn mua mấy hộp trong nhà. Má ơi xuất sắc. Không thiệt tình nha. Nhưng mà em định là chỉ cho chị ăn cái này thôi là no hả? Trời không, chị ăn cái này đi, cho cái dáng nó đẹp, cái người nó mát, rồi tối em dẫn chị đi ăn. Thiệt hả? Ừ. Cái này ăn là dáng đẹp luôn. Thiệt, dáng đẹp bao đẹp. Ôi, em hiểu chị mà, chị sợ mập lắm. Nên thành ra cái gì mà dáng đẹp là chị ăn hết. Ngồi, ngồi ăn tiếp đi nha. Em đi vô chuẩn bị cái phần đặc biệt cho chị. Ngồi đi ăn. Mì nữa hả? Hồi bữa đi ăn không có thấy ngon. Bây giờ ăn có cái nước sốt mè này, tại sao lại ngon hơn vậy ta? Chắc có lẽ là rong nho là phải ăn chung với nước sốt mè này thì nó mới hết sảy. Không thiệt đó là trước giờ là không có thích ăn cái gì mà nó nhớt nhớt nè. Nó hơi tanh tanh nhưng mà cái này nha, không có mùi. Nó chỉ có mùi của biển thôi. Cái thứ hai nữa là không hề nhớt luôn. Đã quá. Ăn ngon lắm luôn á. Không hiểu tại sao mà từ trước đến giờ mình không có chú ý và để ý tới cái món ăn này. Nhờ quỷ trợ lý nó thương nó tìm hiểu cho mới biết được có cái món này ngon tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Nè sợi của nó dài ghê không, nhưng mà ngồi đi ăn ở ngoài làm gì được cái sợi dài vậy phải không? Ngọc nhớ cái phần ăn là Ngọc đi ăn ở ngoài đó nó có chút xíu à, rồi xong nó còn hơi bị nhớt, chắc là để lâu quá nên không có tươi. Còn cái này nghe nói hồi nãy nói luôn là bao tươi,
bao ngon, bao giòn, bao sực, bao dai. Ôi, còn nữa không chị, ăn gần hết rồi nha. Còn, em mua tới mấy hộp lượng, ăn hết chỗ đó này đi, em đem thêm cho mẹ. Ôi, má ơi. Không, mà cái sốt này nó làm sao nó ngon quá à. Chắc chắn là quỷ trợ lý không thể nào mà biết được đâu. Phải tặng kèm. Chắc là nước sốt này nước sốt đi kèm ăn cùng với rong nho. Ngon quá. Rồi nha, giờ em sẽ cho chị xem một cái điều kỳ diệu nha. 1, 2, 3. Hồ bí. Wow. Thật là vi diệu. Em như bà tiên. Ở đâu ra vậy? Mua chứ đâu rẻ. Ủa vậy đó hả? Trời ơi, hôm nay em tốt với chị quá giờ. Em mua em lo cho sức khỏe của chị luôn á. Chị phải khỏe chị mới đẹp, thì chị mới đi diễn nhiều, chị mới có tiền trả lương cho em. Rồi, giờ mình chia củ mình cho đồ hàng nha. Chị 2 bịch. Em 2 bịch. Nhưng mà chút hồi chị ăn hết. Em không được ăn. Ok, em buồn quá à. Em làm với chị bao nhiêu năm mà chị không cho em ăn gì hết chứ. Thôi, chị nói vậy thôi, chứ thấy em thương chị vậy, chị thương em muốn chết nè. Bây giờ mỗi chị em mình ăn hết 4 hộp ở đây luôn. Ê, có 3. Ủa, xem đổ nó không ra chị ơi. Đưa đây là chị làm cho em luôn. Được rồi, em nói vậy thôi. Ê, cái này á, khi mà nó còn nguyên dạng ở bên trong nó hơi bùi nhùi vậy ha. Nhìn nó thú vị quá hả. Nhưng mà đến hồi ngâm ra nè, nó nở kìa, dễ thương nghe chưa. Lấy cái đũa xuống nè, xuống chưa. Ủa cái sợi của nó dài cực kỳ dài luôn kìa. Tèo. Cá làm bơi trong bể nước. Chị có thấy cái gì không? Ngập xuống. Ê, nó nở ra rồi nè. Nó nở mà cái sợi nó dài. Thú vị quá hả. Em của chị nó nở tròn luôn rồi nè. Hồi nãy như mọi người thấy không? Nó là đóng nhùi nhỏ vậy thôi. Mà bây giờ nó nở một tô luôn. Nè mọi người nhìn nè nha. Rong nho nó rất là dài mà nó nở rất là tròn luôn nha. Trời ơi, nè tin được không, tin được không? Hồi nãy nó có chút xíu, bây giờ nó dài cỡ này luôn. Ê, rong nho của Sabudo này nó dài quá hơn. Ừ, nó hợp chị nè. Em biết chị cái gì nó dài dài cho nên cái gì dài. Đừng có nói nữa, kỳ. Nồi. Cái này là rong nho tươi nè. Chị thấy cái màu xanh của nó không? Màu xanh tươi. Ừ. Nó rất là mát, nhìn thôi là đã thấy mát rồi, ăn vô nó mát cỡ nào nữa. Trời ơi, cái này á không cần phải nấu nướng gì nha mọi người. Mình ăn giống như là món khai vị đầu tiên vậy đó. Đó. Rồi đắp mặt nạ làm đẹp được luôn. Xuất sắc. Chị thấy không? Hồi nãy 4 có chút xíu, bây giờ nó nở ra cả một tô. Trời ơi, cái này vậy mình đâu cần tốn tiền ăn cơm nữa em ha. Giảm được một số tiền rất lớn. Chính xác. Ê, bây giờ ngâm này xong rồi làm mình gì nhóm nữa? Này cái mình nhúng qua cái này mình rửa lại một cái lớp nước nữa cho nó đỡ mặn. Ồ chị nhìn nào đó. Trời đã quá, thôi đây chị làm cho. Dạ, hôm nay em nghỉ ngơi một bữa đi để chị làm chị lo cho em hôm nha. Hôm nay em nghỉ ngơi mà vẫn có lương đúng không chị? Đúng rồi. Okay. Chị sẽ trừ vào mấy cái hộp này cho em xong nha. Rồi nha, chị rửa xong nha, chị bỏ ba cái gì nước đá này cho em. Biết sao bỏ vô cái gì nước đá không? Sao vậy? Ăn cho nó mát, cho nó dễ ăn. Không, chị biết nè, là tại vì giữ lại cái độ giòn của nó đúng không? Tại trời vì rong nho mới ăn xong rất là giòn. Đúng là chị đẹp của tôi. Thông minh có khác không? Thông minh có khác. Rồi bây giờ bỏ qua đây rửa sơ. Ủa chị rửa tay chưa vậy? Hả? Em hồi nãy chị rửa tay rồi, mới đi từ bên ngoài về là chị đã rửa tay rồi đó. Chị sạch sẽ lắm. Xong rồi nha, giờ mình bỏ cái tô này qua nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vô đá ngâm để giữ lại độ giòn của nó nha. Nãy giờ Ngọc với Hiếu làm cái này là khoảng chắc cũng khoảng từ 2 tới 3 phút á. Nhanh mà đúng không chị? Nó nở nha. Nhanh lắm. Ôi. Đây 4 bịch. Mọi người nhìn nè. 4 bịch mọi người ơi. Yeah, vậy là ăn thôi. Rồi nhưng mọi người đã thấy thì hồi nãy là chị em tôi là mỗi người sẽ 2 bịch. Rồi xong, để chị chia cho em nha. Đây 2 bịch của em. Ủa 2 bịch sao có 1 cộng? 2 bịch của em rồi, 2 bịch là 2 cái. Chị nghe giờ mình nghe lại nha. Ê, cái này giòn hơn cái nãy nha. Hồi giòn nãy lúc em làm nãy. Vậy là phải ngâm xong ăn liền nha các bạn ơi. Ngâm xong ăn liền. Ngon hơn mọi nhiều. Mọi người nghe không? Cái tiếng giòn
nó giòn mà tao nói nó giòn cái sự giòn mà người mà nó cái sợi nó dài này nha, cái sợi nó dài nó giòn mà ăn nó mát lòng mát dạ lắm mọi người. Chị đem cái miếng mè đen cái bà Ngọc bà thích ăn dữ lắm, ăn này nó ngon nó mát nó đẹp với em. Cái bà đẹp thì bà đắc xô, bà đắc xô thì tôi có nhiều tiền lương, cái tôi mua rong nho sabudo cho bà ăn đó. Sao chị chia sẻ cảm nghĩ đi, đừng ăn nữa. Nói gì đi, sao ngon không? Ngon lắm. Ngon lắm ha. Tuyệt vời luôn. Vậy mốt mua hoài cho ăn nha. Mua đây mua nhiều lên. Vậy từ trừ vô tiền lương của em. Trời đất ơi. Có coi như là em mua em lo cho chị đi. Rồi mấy mốt chị đẹp thì có người khô chị lo lại cho em. Ok chị đẹp. Nói chung là thật sự mà nói á, hồi nãy ăn á thì cái cảm giác nó khác là tại vì thiếu làm sẵn ở trong rồi. Bây giờ là mới làm xong ăn liền. Giòn hơn, ngon hơn, cái vị nó tươi hơn rất là nhiều. Mà không hề bị nhớt nha mọi người. Nhìn thấy nè. Mọi người xem nè. Khô queo. Khô queo luôn. Mà dai thòng lòn luôn, trời ơi, đã quá hả. Nó nở nè, nó nở, hết sự nở luôn. Khỏi, cái này chất lượng hơn nhiều rồi, mua về đi, mua liền đi. Để dành sẵn thấy cái vị nó làm sao? Dễ ăn đúng không? Ừ. Dễ ăn. Mát không? Mát mát cực kỳ. Nè. Sao hả? Chị thấy cái này á, dễ ăn hơn là rau nữa. Giờ hôm mốt ăn này khoảng rau hả? Ừ, chịu không biết ăn rau. Nhiều lúc mà Ngọc không biết ăn rau luôn á. Thường là chỉ có ăn được rau muống nè, rau lan. Quá lắm là ăn giúp cá thôi. Nhưng mà lần này là có thêm rong nho nữa, bổ sung vào. Hằng ngày cho ăn rong nho nha. Dạ. Ok, ăn khai vị nha. Cảm ơn Hiếu. Chị vui là em vui, chị đẹp là em đẹp. Vậy em đã ăn không? Ăn đi. Chị em đã cùng ăn thôi. Mọi người nhìn lại nha, đó. Cái sợi rong nho nó dài, nó nở, nó phải nở như vậy, nó rất là khô nha, nó không có bị nhớt nha mọi người. Rồi ăn. Chấm rồi. À mình phải chấm cái nước sốt mè đen. Ủa mà cái nước sốt mè đen này là chứ có sẵn đúng không? Có sẵn luôn, mua người ta là, cho mua là tặng sẵn đúng không? Người ta cho đó. Sao nào, em mua mà em hỏi chị? Nè mọi người nhìn nha. Thôi chấm miếng rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Ngọc đây. Và ngày hôm nay Ngọc đã quay trở lại với một diện mạo tươi rói hơn, đẹp hơn. Nói sao ta, bây giờ là ngày hôm nay như mọi người thấy thì ở trên bàn của Ngọc vẫn là rong nho. Rong nho thì Ngọc muốn chia sẻ một chút xíu là bởi vì đây là một cái món mà Ngọc đã tìm hiểu rồi thì nó cực kỳ tốt, cực kỳ mát dành cho phụ nữ của mình. Tốt ở đâu? Đó chính là thứ nhất nha, là có thể giữ dáng nè, thon gọn. Cái thứ hai mà phụ nữ mình luôn luôn quan tâm đó là làn da, lúc nào cũng mướt, lúc nào cũng sạng ngời xinh đẹp. Và đặc biệt hơn đó là chống lão hóa. Có lẽ là đây là cái mà Ngọc quan tâm nhiều nhất, là bởi vì Ngọc đã bước vào cái tuổi là U30 rồi, luôn luôn quan tâm đến làn da và vóc dáng của mình. Nói thì nói rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt là không biết tại sao là từ hồi bắt đầu á, bạn trợ lý của Ngọc cho ăn thử cái này thì đi giao ghiền rồi. Lúc nào đi làm cũng mang theo hết, là tại vì á, thiệt ra là ở trên trường quay nhưng mà mọi người biết là mình phải làm cái gì nó cũng phải nhanh, gọn. Thì ở đây là có hai bà. Mỗi bà là cứ xách theo một hộp vậy đó. Mỗi lần mà em ăn hết thì chị lấy của em, mà chị ăn hết thì em lấy của chị. Cứ lấy qua lấy lại vậy đó. Mỗi bịch nó nhỏ gọn lắm. Ở trên trường quay nhiều lúc là mọi người biết rồi, là đồ ăn, đồ uống mình ăn nó chật vật, không có cái gì gọi là hả bổ dưỡng cho sức khỏe hết. Và đặc biệt hơn đó là một cái căn bệnh, nó nói hơi kiểu dân gian một chút xíu, đó là nó không được nhuận trường cho lắm. Thì khi mà mình ăn rong nho này, nó rất là đảm bảo tiện lợi cho mình về cái việc mà bổ sung rau xanh, chất xơ này nọ đó, thì mình nhuận trường hơn rất là nhiều và cảm thấy cơ thể mình nó nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Mỗi lần ăn tới cái này là phải chú ý đến cái độ giòn trước. Đã buồn miệng là cứ ngồi ăn thôi, stress. Nhiều lúc là chán á, buồn ăn, không muốn ăn là cứ lấy này gắp miếng nhỏ thôi cũng được đó. Nhai nghe vui tai cực kỳ luôn, tại vì nó lạnh nó mát, nó làm cho cơ thể mình sảng khoái dữ lắm luôn. Nên nếu mà các bạn có đi làm hay là đi công việc gì đó mà bận rộn quá mà mình không chú ý đến ăn uống đó, thì mình nên suy nghĩ đến việc lựa chọn cái sản phẩm này, đó chính là rong nho sabudo, giúp cho cơ thể mình lúc nào cũng thư thái, thoải mái, mát mẻ. Và đặc biệt hơn đó chính là làn da của mình ngày càng mướt và đẹp hơn. Nè mọi người nhìn đi, da của Ngọc hôm nay nè, sáng hơn hẳn.
đẹp hơn hẳn, và đặc biệt hơn là vóc dáng thon gọn hơn hẳn, không có sợ mập mỗi khi mà đi quay nữa rồi. Nè, nhưng mà người thấy cái hộp sản phẩm của chúng ta nha, đó, nó rất là nhỏ gọn, nhưng mà thật ra là đi làm thì không cần thiết mình phải đem theo nguyên một cái hộp như thế này đâu, bởi vì ở bên trong đây á, nó có rất là nhiều bịch nhỏ, nhưng là Ngọc đã từng giới thiệu đến cho mọi người đó, cái bịch nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà khi mà ngâm ra thì nó rất là nhiều. Đó, nhìn cái hộp, nhìn mát mắt kia màu xanh nè, rồi nhìn thấy cái vị biển, ai mà thích ăn hải sản á, ăn những đồ mà hơi vị nó mặn mặn nhẹ thì rong nho là một cái lựa chọn quá tuyệt vời. Đặc biệt hơn đây là mà Ngọc được biết đó là ăn cắp từ bạn trợ lý của Ngọc, đó chính là khi mà mình mua rong nho thì mình được tặng luôn cả cái sốt mè rang này. Mà ăn rong nho là phải có sốt mè rang này nha, không thể nào thiếu nó được hết. Rong nho phải đi với mè rang mãi bên nhau bạn nhé.